Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Đã bao giờ mấy bạn suy nghĩ rằng bí mật của hội chị em ở trong Hero Team là gì chưa? Bạn có biết bí mật của Simi không? Không, mình không biết bí mật của Simi là gì chơi á, tại vì Simi làm gì cũng giấu mình. Mình cũng không biết bí mật của Sammy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm thử bí mật là gì. Và để có thể tìm hiểu được bí mật của hội chị em thì mình đã lắp ở trong làng Hero Team rất là nhiều camera giấu kính như các bạn đang nhìn ở trên màn hình đây. Đây chính là một cái camera mà mình đã lắp ở trong làng Hero Team. Bạn thấy không? Mình quay được nhà của mình, nhà của bạn và cả Gaming House luôn, thấy không? Đó. Bồi lắp camera nhiều chứ ta. Chứ còn gì nữa, mình phải lắp vô để mình còn tìm hiểu bí mật của mọi người chứ, đúng không? Nè, đầu tiên là mình có lắp ở bên nhà của Simmy. Đó, và sau mình sẽ đổi cam nè, đổi cam qua nhà của Sam. Đó, đây là nhà của Sammy. Cái này là bạn lắp flycam để cho nó bay vòng vòng luôn hả? Đúng rồi, bạn là bạn chỉ lắp camera thôi, còn mình là mình có cả flycam luôn. Ủa, đầu tư với ta, đúng là đầu tư. Trời ơi, ok, được rồi. Bây giờ đầu tiên thì bạn muốn xem camera của nhà ai trước nè? Nhà của Simmy thì mình coi nhiều rồi, bây giờ mình muốn coi nhà của Sammy nè. Ok, camera nhà của Sammy. Rồi, mình sẽ kết nối vô camera nhà của Sammy nha bạn nha. Rồi, kết nối, ok. Chúng ta sẽ... Ui, bà mới đi về luôn kìa bạn. Ok, hình như là bà mới vừa đi chợ hoặc đi mai kim cương gì đó. Bạn thấy mình lắp kỹ không? Lắp trong nhà luôn. Bạn lắp mà bạn chơi lắp trong nhà người ta luôn hả? Tất nhiên rồi, đây là camera giấu kính cho nên mình phải lắp ở khắp mọi nơi, hiểu không? Rồi, tiếp nè, ok. Rồi, bà đi vô nhà để làm cái gì đây ta? Đó, mày thấy không? Mình lắp rất là nhiều camera, mình giấu rất là kỹ luôn. Chi tiết quá bạn ơi. Và cái camera này á, nó sẽ đi theo Sammy luôn. Sammy đi đến đâu là sẽ thấy Sammy đi đến đó luôn. Ok. Khoan từ. Sau đoạn này bà đang nhìn qua nhìn lại nè. Bà đang làm gì ta? Ê, như bà đang mở cái gương ra phải. À, bây giờ camera quay đằng sau lưng thì chúng ta sẽ không thấy được gì hết. Mình sẽ chỉnh camera về phía trước nha, ok. Camera phía trước thì camera số 5. Ok, chỉnh. Ủa, lắc hả? Từ camera số 5 nè. Rồi, ok. Sam cầm kim cương kìa. Ê, tính ra là tiền lương của tôi á thì bà lấy hết. Bây giờ trong Minecraft bà cũng giấu kim cương luôn ba. Mày nhìn đi, Sammy đang cầm kim cương và đang kiểu đúng là đàn ông con trai mình khổ cay ơi. Phần con trai 12 bánh nước rồi ơi. Mình nói thiệt với bạn chứ giờ tiền ăn mình cũng không có nữa. Bà Sammy ở ngoài bà mua giày, mua dép, mua quần áo, mua tùm lum lứ. Mình nói thiệt với mình tiền không có ăn luôn. Mình nói thiệt với bạn là bạn hy sinh nhiều quá. Sao bạn hy sinh nhiều quá vậy? Thôi không sao. Nhưng mà bạn nói vậy là sao? Ý bạn nói Sammy là cái người giấu tiền đúng không? Vậy bạn nghĩ Simmy sao? Tính ra mình cũng có chung số phận với Phong mà ta. Rồi vậy mình coi thử coi qua bên nhà Simmy coi nhau nào nha các bạn nha. Ok. Kyron dám nói Sammy của mình là giấu tiền này. Để coi Sim sao đây. Nam đi, mình nghĩ là Sim chắc không có đâu. Sim. Ê, Sim đang chuẩn bị bánh kem để cho mình ăn. Ok, tính ra là cũng biết quan tâm Kyron lắm nha. Ok, được. Nhưng mà để mình xem coi biết đâu Simmy cũng có bí mật sao. Để mình coi thử. Bà đang làm gì đây? Hình như là đang chuẩn bị bánh. Đang chuẩn bị bánh nè, chuẩn bị đồ ăn các bạn ơi. Simmy bán bánh mà. Rồi ok. Ui, bà đi đâu nè, từ từ để tôi chuyển camera vô trong nhà bà coi. Hình như bà vô nhà. Ok, chuyển camera nhà bà coi. Nhìn qua nhìn lại nè. Đó, nhìn qua nhìn lại thấy chưa? Sammy hệt nhau thôi. Cái này là nhìn qua nhìn lại là để coi là Kyron có ở đây không, để định tạo bất ngờ cho mình. Đó, thấy không? Sim định tạo bất ngờ cho mình mà. Phải không? Ok rồi, để mình xem tiếp nha. Ok, mình sẽ chuyển camera về phía trước mặt Sim coi để xem coi. Ok. Bạn ấy này bạn nói nha đây. Đó, bạn thấy chưa? Cầm đồ ăn kìa. Đó, Sim cầm đồ ăn nè, rõ ràng Sim cầm đồ ăn để chuẩn bị cho mình nè. Yeah. Kỳ ta. Cảm động quá Sim ơi. Ủa, tại sao Sammy thì lại giấu kim cương còn Simmy là chuẩn bị đồ ăn cho Kyron là sao? Trời ơi, Sim chuẩn bị thịt gà cho mình nè. Sao mình cảm thấy bất công quá bạn ơi. Không, mình không tin Simmy tốt như vậy. Mình sẽ chuyển cam. Ủa, bà vô nhà bếp nè, chuyển cam vô nhà bếp. Vô nhà bếp là chắc chắn chuẩn bị đồ ăn rồi bạn ơi. Trời ơi, đâu phải ai vô trong nhà bếp cũng nấu ăn đâu bạn. Nhìn qua nhìn lại không? Đang nhìn qua nhìn lại không? Chắc chắn là giấu bí mật vậy nè. Tôi không tin nữa. Không thì đang khẳng định là Simmy đang giấu bí mật, còn mình thì Simmy chỉ đơn giản là đang chuẩn bị đồ ăn thôi. Ok rồi, mấy bạn đoán coi Simmy đang làm gì. Đó, nhìn qua nhìn lại. Lén lút nè, thấy không? Để tôi dơm cam này coi. Lên, bả leo lên trên cái tủ lạnh. Ê, từ từ. Tại sao một người bình thường leo trên tủ lạnh làm gì? Ủa, tự nhiên đồ ăn mà leo lên tủ lạnh làm gì? Chắc chắn là có gì đó. Từ để mình hình như mình có đặt flycam cam ở chỗ tủ lạnh. Từ để mình chỉnh lại cái góc đó coi. Ok. Cái này cũng hơi lạ thiệt. Bả đang làm gì đây ta? Ôi. Hầm bí mật. Thấy chưa, tôi đã nói rồi, bả có bí mật mà cay không tin tôi. Trời ơi. Bí mật đó ta. nhưng mà ủa, ai chả có hầm bí mật bạn?
Nhưng mà bây giờ quan trọng là ở bên dưới cái hầm bí mật đó nó có cái gì nè. Rồi ok, chúng ta để coi coi là bên dưới đó có cái thứ gì đặc biệt nè. Nhưng mà mình đâu có lắp camera bên dưới hầm bí mật của bả đâu, tại mình đâu có biết là có hầm bí mật. Nhưng mà không sao, mình đã có flycam, mình sẽ bay theo Simmy với bạn ạ. À. Mình tính hết rồi. Đây, để mình cài đặt flycam bay theo. Đó, ui rung. Khoan từ, ê bạn. Ê bạn, Sammy là Sammy chỉ giấu có mấy viên kim cương thôi, còn Simmy là nguyên một hầm kim cương luôn nha bạn. Simmy là Simmy giấu nguyên một hầm kim cương, ok. Bạn biết không, ra nãy giờ á, mình cố tình mình nói á là Simmy á chỉ đang làm đồ ăn của mình á, là mình đang muốn giấu đi cái nỗi buồn của mình hay là mình số phận của mình còn giới chiêu hơn bạn nhiều lắm ông ơi. Ôi không sao không sao, bình tĩnh đấy bạn, đừng buồn, anh em chúng ta như nhau thôi. Ôi được rồi, ơi nhưng mà ít ra Simmy giàu nha. Ok bây giờ mình sẽ chuyển cam qua nhà của Sammy nè. Từ từ, bà không có trong nhà phải không ta? Từ từ để mình chuyển cam vô trong nhà của bà coi bà có trong nhà không. Ok chuyển cam vào nhà nè. Ôi không có luôn, vậy bà đang ở đâu ta? Từ từ để mình chuyển cam ra ngoài sân coi. À đây. Hình như bà đang ở ngoài bãi đất trống. Từ từ để mình zoom lại gần coi bà đang làm gì vậy. Ủa bà đang làm gì ta? À hình như đang vẽ tranh. Như cái hình mà Sam đang vẽ nhìn quen bạn ơi. Cái hình Sam đang vẽ nhìn quen nhưng mà mờ quá. Từ từ để mình chuyển cam về phía trước coi. Chuyển cam về phía này thì chúng ta sẽ không xem được bà đang vẽ cái gì các bạn ơi. Từ từ khó quá ta. Zoom lại gần coi cũng không thấy được luôn. Từ từ mình có cách. Mình có chỉnh một cái góc cam bên nhà của anh Mr. Dịch. Mình sẽ từ góc cam đó mình zoom qua thử. Đây, chỉnh qua góc cam Mr. Dịch. Đây, bạn thấy không? Mình có một cái góc cam bên nhà anh Mr. Dịch nè. Bây giờ mình sẽ zoom lại gần để xem coi bà đang làm gì nha. Zoom lại gần. Ê, bà tính ra là bà vẽ lên trên avatar của tôi luôn á. Ê, Phong ơi, bạn có thắc mắc là sao không có một cái thú vui nào khác là ngoài trêu chọc bạn hả? Hết lấy tiền của bạn rồi sau đó là còn gọi là vẽ lên mặt bạn nữa. Thì cái này là người ta thích vẽ thôi. Trời ý bạn nói Sammy của mình là vẽ bậy lên trên mặt của mình là chứ còn cái gì nữa. Ủa cái này là đẹp đấy đó hả? Ok vậy để coi Simmy của bạn sao. Trời ơi bạn tức quá mà. Để mình coi bí mật của Simmy nè. Mình sẽ chuyển cam qua nhà Simmy. Ồ Simmy là hiện tại không có trong phòng khách nè. Ok để mình chuyển cam thử lên trên phòng trên coi. Ủa không có luôn. Không có luôn. Bà đang ở đâu ta? Từ để mình chuyển cam qua nhà anh Siro thử. Đây bà đang ở ngoài cửa sổ các bạn ơi. Đây từ để mình zoom lại gần xem thử coi bà đang làm gì nha. Đây chỉnh camera zoom lại gần. Không biết là Simmy đang làm gì ta? Bà đang làm gì? Đang làm cái gì đó bí mật mà cúi đầu xuống nè thấy không? Cái này mình nghĩ là làm quà tặng cho mình. Làm quà tặng cho bạn á. Đúng rồi. Ok xem thử coi. Trời bạn không biết là Simmy biết may mặc đồ này nọ nhiều lắm, nhiều tài năng lắm bạn. Ok. Rồi để tôi zoom lại gần xem thử nha. Cái gì? Nhưng mà sao Simmy make up nhìn lạ quá vậy ta? Sao cái này nhìn nó lạ quá? Ê bạn ơi, mình biết rồi. Mình nhớ là có một thời gian Simmy nói với mình là Simmy học make up. Trời ơi, nhưng mà make up này hơi lạ nha. Ừ, make up này hơi lạ đó Kai ơi. Ê mà bây giờ lỡ Simmy á gặp mình và hỏi mình cái này đẹp không thì mình nên trả lời như thế nào? Bạn phải trả lời đẹp chứ. Nhưng tại vì nhìn cũng không đẹp lắm nhưng mà bạn phải trả lời đẹp thôi là hết hồn luôn á. Trời mình nhìn vô mình hết hồn luôn á. Ok. Rồi thôi được. Đó mày thấy không, Sammy là chỉ là vẽ tranh và vẽ bậy lên trên skin của mình thôi. Còn Sim trang điểm nè mấy bạn. Bạn nhìn giữa khuôn mặt của Simmy và cái tranh nãy Sam vẽ cái nào nó đáng sợ hơn? Cái của Sam đáng sợ hơn. Không, gương mặt của Sim mới đáng sợ. Ok rồi, thôi không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta đến với camera tiếp theo coi. Ủa, camera này quay ai ta? Ủa ai? Ờ khoan khoan, có cái skin màu đỏ. Nó giống bạn quay, từ để mình zoom lại. Rồi mình zoom lại coi. Ủa là mình nè. Ủa là bạn mà. Ủa cái này bạn quay lén mình hồi nào vậy? Bạn vô làng hồi nào vậy? Ủa hai từ. Ê, bạn tính làm gì mà bạn tiến vô nhà mình? Bạn tính ăn trộm đúng không? Không có, cái lúc này là mình qua mình rủ bạn đi chơi. Phải không? Thiệt, lúc này mình rủ bạn đi chơi. Ok, để xem tiếp coi. Kairon đang vô trong nhà của mình, sau đó là... Ồ, tiến lại chuồng heo của mình, làm gì vậy? Mình đang chăm sóc mấy con heo bạn. Kairon! Bạn có biết được cái bầy heo đó mình chơi sinh tồn mình nuôi lâu lắm không? Đâu có đâu. Nè bạn nhìn nè, đó mấy con heo ở đây kiểu mình đang chăm sóc nó, dẫn nó đi chơi. Ê. Dạ chăm sóc dữ chưa? Chăm sóc dữ chưa? Rồi thấy không? Nó rơi lên thịt heo luôn kìa. Chăm sóc dữ chưa? Lộ bí mật rồi. Từ để mình tua nhanh thử coi, nhiều khi giờ Kairon giết hết đống heo của mình luôn á. Ê bạn giết hết đống heo của mình thiệt luôn hả bạn? Lỡ bí mật coi, xin lỗi bạn. Trời ơi, mình không có muốn làm vậy đâu. Mà tại hôm đó mình không có gì ăn hết. Dù gì á thì bạn cũng chỉ mới vừa gọi là giết mấy con heo mình thôi. Đúng rồi. Để đói bụng quá kiếm đồ ăn thôi. Đúng cho rồi. Nên là thôi chắc không sao. Mình tha tội cho bạn. Mình nghĩ là Kairon chỉ có như vậy thôi bạn ơi. Không có...
Ê bạn, mình biết á là làng Hero Team là có nhiều map khác nhau, nhưng mà đâu có nói là bạn vô thì bạn phá nhà mình bạn. Không có đâu phải không? Tại hôm đó là mình mới kiếm được cái khẩu súng á, mà mình không biết là phải dùng nhà ai để bắn á, nên là mình mới dùng nhà bạn, tại mình biết là bạn sẽ giữ mình. Tại sao bạn không bắn vào nhà bạn? Không, tại nhà mình ở mà. Ủa nhà mình cũng ở mà. Tại vì ít vô làng quá đừng được thử thôi. Cây á giờ, cây à. Thôi làm sao tiếp. Ủa đây, Simi nè, từ để camera tiếp theo. Simi đang làm gì đây? Ồ, đang dắt một bầy gà luôn. Ủa nhìn dễ thương. Nhìn dễ thương nha. Simi giống như kiểu đang nói chuyện với mấy con gà á bạn, nhìn dễ thương thật sự. Ôi, chị nói mấy em nghe nè. Kiểu vậy đó. Nhìn đáng yêu nha, nhìn đáng yêu nha. Ok, để coi Simi dẫn mấy con gà đi đâu đây. Nhìn cô té nha. Ở đây, để chỉ camera. Simi! Giờ đáng yêu dữ chưa? Cai biết là Cai thích ăn thịt gà, nhưng mà cái cách mà Sim làm thịt gà đâu có cần phải như vậy. Vậy là đáng yêu dữ chưa? Ê bạn, tự nhiên bạn quay cái này xong á, mới nhận ra là còn nhiều mặt tối với Simi quá. Sao mình chưa biết vậy ta? Ghê quá. Thôi không sao cả, bình tĩnh. Bạn thấy không? Sammy chứ giờ cái gì? Giấu kim cương ít hơn. Sammy gọi là chỉ vẽ bậy lên trên skin của mình thôi, chứ không có trang điểm make up xấu như Sim. Kairon phá nhà của mình, giết heo của mình. Trời ơi, cặp đôi này xấu xa quá. Đi coi lại. Không hiểu sao mà con heo dễ thương như vậy mà cũng giết được nữa. Trời ơi, mình thôi mệt quá, mình chuyển cam qua chỗ Sam rồi. Sammy chắc giờ đang nấu ăn cho mình. Là dễ thương dữ cho. Là dễ thương dữ cho. Dễ thương mà. Mình chỉ lấy thịt heo của bạn thôi, còn Sammy treo mấy con heo lủng lẳng luôn kìa. Đi. Thôi ok thôi, tôi nghĩ là chúng ta xem nhiêu đó đủ rồi nha. Ok rồi, giờ chúng ta tổng kết lại cái video này đi. Thì đầu tiên chúng ta phát hiện ra bí mật đầu tiên là Sammy thường hay giấu kim cương ở trong Minecraft. Trời ơi, kim cương đi mai và bà giấu hết các bạn ơi. Bên ngoài đời thật thì bà lấy tiền lương của mình, bên trong Minecraft thì bà giữ kim cương hết. Rồi bí mật tiếp theo là Simi á, nhìn tưởng là đang nấu ăn, nhưng hóa ra là ở bên trong nhà bếp có nguyên một căn hầm bí mật ở bên trong nhà bếp. Và bên trong căn hầm bí mật này có rất là nhiều kim cương luôn mà Kairon không hề biết. Yeah, ok, hay đó. Tiếp theo nữa là mình đã phát hiện ra thêm bí mật nữa là Sammy rất là có một cái thú vui là hay vẽ bậy lên trên ảnh của mình. Đó. Simi thì có một cái thú vui là rất thích make up trang điểm. Đó, trời, dễ thương quá. Đừng cho mình nhìn cái mặt này nữa. Rồi, và tiếp theo nữa, thể hiện bí mật của người bạn thân của mình các bạn ạ. Giết heo của mình mà không những như vậy còn phá nhà của mình nữa. Trời ơi, người ta biết lỗi rồi. Biết lỗi hay không biết lỗi gì cũng là phá hoại rồi. Ok rồi, và bí mật cuối cùng là Simi và Sammy rất là trời ơi, tàn ác quá bạn. Tại vì mình coi xong cái này mình thấy là hai chị em này không có trong sáng như bọn mình nghĩ luôn các bạn ơi. Tàn ác thật sự. Thôi không sao, và mình nghĩ rằng là video hôm nay mình với Kairon đã xem được những bí mật của hội chị em rồi, và cả bí mật của Kairon nữa. Và mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nó subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của Kairon để đăng ký họ cho Kairon nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.